Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái poster quảng cáo dầu gội xanh siêu với chương trình Photoshop CS6. Bây giờ những dữ liệu mà cần có trong cái bài này á thì tôi đã cung cấp cho mấy bạn trong thư mục dữ liệu. Nó gồm 4 hình như thế này. Và làm sao để khi kết thúc cái bài hướng dẫn này á thì mình được một cái poster quảng cáo đơn giản như thế này. Thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy là con người mẫu này nè, được make up thêm một phần, đó là phần da mặt nè, sáng lên một tí, phần lông mi, rồi sau đó phần tóc. Và quan trọng của cái bài này á là phần lọc tóc, là từng sợi tóc của cái cô này, và áp dụng một số thủ thuật về hiệu ứng để mình tạo nên một poster quảng cáo cho thực tế. Thì bây giờ bắt đầu mình làm cho cái file này. Thì mình mở một cái file mẫu lên để làm. Thì mặc định giao diện của Photoshop nó là như thế này. Thì thông thường á, tôi hay thao tác với cái giao diện đơn giản hơn một tí để mình làm thao tác nhanh hơn. Đó là tôi sổ cái bảng công cụ này lớn hơn một tí, và tôi chỉ sử dụng một bảng lệnh layer duy nhất để cho cái giao diện, cái vùng làm việc của mình nó rộng hơn. Rồi, cái file này á, thực tế thì người ta làm poster á, kích thước nhỏ là 20-30, lớn hơn tí á, là 35-50, và lớn hơn tí là 7-60-80, vân vân, tùy theo kích thước mà bạn, cái mục đích của bạn sử dụng. Ở đây tôi làm đơn giản để cái file nó nhẹ rồi chạy cho nó nhanh, máy chạy cho nó nhanh. Thì tôi tạo một kích thước bằng cái file đã cho bằng cách là Ctrl A để vẽ vùng chọn tất cả các file, vẽ vùng chọn đầy file, sau đó Ctrl C là copy, Ctrl C copy, và Ctrl N là new một file mới. Thì ở đây mình sẽ làm cái nền, bắt đầu từ cái nền trước là cái nền nước. Bây giờ file của tôi cho là cái nền như thế này. Để mà mở file nhanh á thì tôi không sử dụng là file open, mà tôi sẽ kéo cái file này vô thẳng Photoshop, vô thẳng Photoshop luôn. Ở đây Photoshop nó đang lỗi một tí, nắm kéo nè, vô đây luôn, thì tự động cái file này nó sẽ lọt trong cái file của mình luôn. Thì lúc này cái file này nó hơi nhỏ một tí, thì mình Ctrl T mình kéo nó lớn lên, file, kích thước file lớn lên một tí để làm nền thôi. Đơn giản ha, mình kết hợp với một số cái phím là Ctrl cộng, Ctrl trừ để mình tạo cái nền. Sau đó mình Ctrl T để mình lật cái file này qua bên đây, lật ngang. Được ha. Rồi. Như thế này, ở đây nó có một cái nền màu xanh xanh. Sóng nước nó cũng xanh, nó cũng ống lên một tí. Thì bây giờ mình sẽ tạo một lớp layer mới để hòa trộn. Tính chất của hòa trộn là bắt buộc phải có 2 layer, và lớp hòa trộn bắt buộc phải là chọn layer nằm ở phía trên. Thì bây giờ tôi sẽ chọn một cái màu, đó là màu trắng, và kế tiếp là một màu xanh. Tôi chọn công cụ là Radiant, và tôi chọn chuyển sắc là chọn chuyển sắc chặn tròn. Ở đây tôi có màu sẵn và tôi kéo nó. Ví dụ tôi được một cái màu như thế này, nó bị ngược màu, tôi muốn màu trắng ở trong thì tôi kết vô đây, tôi kéo ngược ra. Thì lúc này tôi sẽ sử dụng cái chế độ hòa trộn. Bạn chỉ cần kích chuột vào normal, sau đó bạn sử dụng bằng phím mũi tên đi xuống, thì lúc này nó sẽ hòa trộn cho bạn một cái màu nó tươi hơn chẳng hạn. Hoặc là bạn nào thích một cái màu nó sáng hơn thì bạn cứ chọn chế độ hòa trộn. Ở đây tôi sử dụng cái chế độ hòa trộn là mình chọn chế độ hòa trộn là color blend, được cái mẫu nó tương ứng giống như thế này. Thì bây giờ tiếp tục là mình lọc con người mẫu qua. Cái bài này tôi sẽ chỉ bạn cách lọc tóc. Tôi mở cái file này vô đây. Thì bây giờ tôi muốn lọc tóc cái cô này từng sợi nó đẹp như thế này Thì bây giờ tôi nắm, tôi kéo cái cô này qua bên đây. Tắt cái file mình đã mở đi để cho nó gọn cái vùng làm việc của mình. Bây giờ Ctrl T, nhớ là giữ phím Shift, để nếu bạn không giữ phím Shift kéo góc á, bạn mà kéo cạnh cái con người mẫu này đó không còn là người mẫu nữa. Hoặc là bạn kéo Ctrl T, hoặc là bạn kéo cạnh này cũng cái bạn cũng bị hư. Người mẫu này cũng bị hư rồi. Nhớ là Ctrl T giữ shift kéo góc, được không? Được như thế này. Sau đó mình copy thêm một layer nữa là layer thứ hai. Layer thứ hai này tôi đặt tên rõ ràng cho bạn là layer này là layer tóc và layer này là layer người. Tôi tạm thời tôi ẩn layer người đi ha, ẩn layer người đi, sau đó tôi chọn layer tóc. Ở đây mình đã cài sẵn cho bạn một cái phần mềm là Knockout, mình chọn là working layer thì lúc này nó sẽ xuất ra một cái phần mềm là phần mềm để lọc tóc. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn bạn hai công cụ để làm nên hoàn thiện cái bộ tóc của cô này bằng cách là chọn cái công cụ Inside Object. Cái công cụ này bạn vẽ vùng chọn ở phía trong tóc, phía trong cái tóc ha. Không cần chính xác, mình có thể lấy luôn phần phía mặt cũng không sao, tại vì ở phía trong thôi. Còn nếu mà mình chọn công cụ Outside Object thì mình sẽ chọn ở phần phía ngoài của phần tóc ha, phần phía ngoài của phần tóc. Sau đó bạn kích vô cái thuộc tính là Process cho nó xử lý để mình lấy cái phần tóc của cô này ha. Nó lấy phần mặt cũng chẳng sao, mình chỉ lấy những cái phần ria ria của phần tóc ở phía ngoài này nè. Nếu mà mình chấp nhận á, thì mình apply, còn mình không chấp nhận á, thì mình revert lại để mình quét lại. Đôi khi mình vẽ nó không chính xác, nó không đẹp á. Ở đây mình tạm thời mình chấp nhận với cái kết quả này, mình apply thì mình sẽ được một layer tóc cho bên chương trình Photoshop. Thì lớp này lúc này lớp người nè, tôi kéo nó nằm lên trên, tôi cho cái lớp người này nó phát huy lên một tí, đó là add mặt nạ cho cái lớp layer người. Sau đó tôi dùng công cụ red, tôi che ha, được không? Đó, tôi che những cái phần này. Đương nhiên là che những cái phần tóc. Ở đây bạn thấy nó không có rõ bằng cách nè, giờ tôi thí dụ ha, tôi kéo cái lớp này lên, bạn thấy nè, đó, nó lọc cho mình từng phần á, cái nền á. Ở đây tôi che thêm phần này, đó, từng sợi của cô này. Còn những cái phần mà như thế này á, bạn muốn nó chính xác á, bắt buộc bạn phải dùng công cụ Pen tool để bạn vẽ nó ha. Bắt buộc bạn phải sử dụng công cụ Pen tool. Công cụ Pen tool thì mình đã học rồi. Nhớ ha, giữ phím Alternate để hiệu chỉnh tay nắm. Đó, ví dụ vậy đi. Đó. Nhớ là Ctrl Enter cho phí đơ khoảng 1, 2. Sau đó mình nhấn Delete. Những cái phần này bắt buộc mình phải làm vậy rồi. Rồi, Ctrl Enter, Shift F6 phí đơ, nhấn Delete. À, nhấn Delete. Đó. Bạn thấy là từng sợi tóc của cô này mình lọc được nè. Chẳng qua là ẩn lớp layer tóc, layer trên nó bị che mất hết những cái phần tóc, nó hiển thị nhờ layer tóc của lớp ở phía dưới ha. Bạn thấy nè ha, từng cái sợi tóc nó không bị mất đi ha. Bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục làm, mình cái giai đoạn đầu tiên là lọc tóc của cô này mình đã làm rồi. Tiếp tục là mình make up cho cái cô này. Bây giờ da sáng lên một tí, mình tác động tới cái lớp layer người nè, sáng lên một tí. Thì mình kết hợp Ctrl L cũng được, Ctrl M cũng được ha. Mình chọn Ctrl M, mình kéo cái lớp này lớn cao lên một tí. Đó, lớp da nó được hoàn thiện. Kéo đây là tối lại và kéo xích lên đây một tí, sáng lên, được không? Rồi cái phần mà make up một tí là phần má hồng nè, rồi mi nè, rồi tóc highlight nè ha. Nhớ mình sẽ sử dụng chế độ hòa trộn để mình tạo, mình make up cho cô này. Do đó mình phải tạo một lớp layer mới. Nhớ ha, đối tượng mới thì phải tạo layer mới. Ví dụ mình tạo má cô này ha. Nhớ tạo layer mới, tôi chỉ nhắc bạn điều đó thôi. Bạn không tạo layer mới trong cái trường hợp này là nó nguyên trạng giống như mình đang vẽ vậy luôn á ha. Ở đây mình sử dụng chế độ color. Nếu mình tạo layer mới mình mới sử dụng chế độ color và mình giảm opacity xuống ha. Màu sắc tùy thích, được không? Hồng hồng tí thôi, opacity khoảng 15 thôi, tùy mình thích trang điểm đậm hay là trang điểm nhạt. Tiếp tục là mình gắn lông mi cho cái cô này. Ở đây tôi dữ liệu tôi đã cung cấp cho bạn một cái file lông mi ha. Tôi kéo cái file lông mi này vô đây nè, tôi kéo riêng một cái file để tôi có thể chọn lựa. Tôi thích, ví dụ tôi thích cái file lông mi này chẳng hạn, hoặc là lông mi này tùy mình ha. Ctrl C, Ctrl V. Nếu mà ai mà dùng công cụ magic wand á, mà lọc cái lông mi này á thì coi như nó rụi hết luôn á ha, rụi hết những cái phần lông này luôn. Mà ở đây mình dùng chế độ multi fly để mình hòa trộn, để mình lấy từng sợi lông con này đó, mình gắn vô, gắn làm sao cho nó khớp ha. Ai muốn đậm một tí hay là muốn nhạt một tí á, thì mình có thể hiệu chỉnh, phần opacity được không, hiệu chỉnh phần opacity một tí. Rồi tôi giữ phím Alt+Tab, tôi copy qua, sau đó tôi Ctrl T, tôi lật theo chiều ngang. Rồi đó, thí dụ tôi chỉ thích lông mi nó vậy thôi, không đậm hơn. Nếu ai đậm hơn thì kéo này lên ha, còn không thích thì cứ trải về lúc ban đầu khoảng 45. Đó là phần lông mi. Còn cái phần tóc highlight nè, tóc highlight thì mình cứ tạo một lớp layer mới. Ví dụ của tôi cũng thích lấy màu hồng này cho cái phần tóc. Nhớ là chọn đầu cọ mờ chứ không sắc nét nha, đầu cọ mờ. Rồi nhớ là vẽ theo suông, theo phần tóc, chứ không phải tóc nó đang suông về bạn kéo ngang vậy, nó không thực tế à bạn à. Bạn phải kéo suông theo phần tóc đó, đó uốn uốn theo phần tóc một tí chẳng hạn. Ở đây tôi chọn, cũng chọn chế độ, thí dụ tôi thích, tôi tìm cái chế độ nào đó đẹp đẹp, ví dụ chế độ này đi chẳng hạn, và tôi giảm opacity nhẹ nhàng xuống được không, tùy theo bạn thích. Thí dụ tôi chọn 30 đó, nhớ đầu cọ mờ mờ thì nó sẽ tự nhiên hơn một tí được không. Cái phần người cô người mẫu thì coi như đã xong ha. Bây giờ tiếp tục là phần chai, chai xanh xeo ha. Tôi kéo phần này vô, kéo vô đâu đây luôn cũng được ha. Thì bây giờ tôi sử dụng cái công cụ di chuyển, tôi kéo qua đây một tí, bởi vì cái sản phẩm này nó màu, có một cái nền màu trắng, do đó tôi chỉ cần lọc bằng công cụ magic wand thôi. Tôi kích vào đây, sau đó tôi nhấn phím delete được không ha, lọc một màu thôi. Rồi được một sản phẩm như thế này. Bây giờ mình tạo cho nó cái độ bóng. Bây giờ mình copy thêm một layer, một là nhấn Ctrl J, hai là mình nắm mình kéo cái layer này xuống biểu tượng tạo new layer mới, mình được hai đối tượng. Sau đó mình Ctrl T, mình lật theo chiều dọc ha, enter. Rồi mình cho nó nằm ở lớp dưới của layer này ha. Bắt đầu tôi ép mặt nạ vô, và tôi sử dụng cái công cụ Radiant, đen trắng luôn, dạng thẳng ha. Tôi kéo, tôi giữ ship, phải được như thế này à. Tôi giữ ship cả layer này, tôi copy thêm một đối tượng nữa, và tôi tạo thêm một cái chai xanh siêu thứ hai, được như thế này. Tiếp tục tôi sẽ làm cái test ống mượt từng sợi tóc. Thì mình quan sát cái test này á, thì mình sẽ thấy nó áp dụng hai hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất á, là dùng làm bóng đổ, drop shadow ha. Và hiệu ứng thứ hai á, là dùng stroke để tạo viền cho cái ống mượt này. Bây giờ tôi sẽ chọn cái kiểu là Vini ha. Tôi sẽ đánh chữ ống mượt ha. Ống mượt rồi tôi double click vô, tôi cho cái chữ nó màu vàng nè, tôi hút màu vàng của bài mẫu nè. Ok, tôi tăng cái này lên Vini á, mình chọn Vini. Rồi ống mượt từng sợi tóc, thì ví dụ tôi sử dụng phông này ha. Ở đây tôi cho size nhỏ hơn một tí là khoảng 50. Thì lúc này hiệu ứng cho test, bây giờ mình sử dụng một cái hiệu ứng đầu tiên là bóng đổ, là drop shadow. Hiệu ứng thứ hai là mình chọn cái thuộc tính viền, là stock. Nhớ là kích vô chữ stock, đừng kích vô dấu trách. Kích vô dấu trách thì bạn sẽ không hiển thị được thuộc tính của nó bên đây ha. Chích vô cái chữ, sau đó mình chọn nó khoảng bằng 1 thôi. Ok không? Ok, chấp nhận màu đen luôn. Thì lúc này bạn cần trên không nè ha, bạn hiển thị, bạn nhấn phím F, phím F để bạn tắt hết. Thì bạn sẽ thấy được bạn gần như hoàn thiện một cái poster với một số thủ thuật là lọc tóc, tạo bóng, chế độ hòa trộn và một số hiệu ứng cho test để hoàn thành một cái poster quảng cáo đơn giản như thế này ha. Chào các bạn.